70 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia. Không chỉ châu Âu hay Nam Mỹ, rất nhiều đại diện đến từ khắp nơi trên thế giới góp mặt trong danh sách những cây săn bàn xuất sắc nhất cho màu áo đội tuyển quốc gia. Số 10, Sandor Kopčić, Hungary, 75 bàn thắng sau 68 trận đấu. 9, Pelé, Brazil, 77 bàn thắng sau 92 trận đấu. 8, Sunil Chhetri, Ấn Độ, 77 bàn thắng sau 123 trận đấu. 7, Hussein Saeed, Iraq, 78 bàn thắng sau 137 trận đấu. 6, Godfrey Chitalu, Zambia, 79 bàn thắng sau 108 trận đấu. 5, Konishige Kamamoto, Nhật Bản, 70 bàn thắng sau 84 trận đấu. 4, Lionel Messi, Argentina, 81 bàn thắng sau 161 trận đấu. 3, Ferenc Puskás, Hungary và Tây Ban Nha, 84 bàn thắng sau 89 trận đấu. 2, Ali Daei, Iran với 109 bàn thắng sau 149 trận đấu. Số 1, Cristiano Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha, 115 bàn thắng sau 187 trận đấu. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.